chào toàn thể quý vị và các bạn đến với kênh của Toàn Audio Nam Định. Trong đoạn clip thứ ba và cũng là đoạn clip cuối cùng với cặp loa siêu khủng long đến từ Japan, một trong những model được sản xuất và thiết kế lớn nhất hãng và là một cặp loa kiểm âm phòng thu. Chúng ta thấy trước máy quay là một cặp loa, nó có sự trình diễn tương tự như là một dàn nhạc sống, được trang bị với chiều cao 1m và chiều ngang 68 nhân với sâu 45cm trên model Kenwood. Chúng ta đang được theo dõi trước máy quay một trong những cặp loa khủng long. Nó sở hữu công suất lớn tới 1.400W và có trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 100 dB với model MV-9D Studio Monitor, có nghĩa rằng loa kiểm âm phòng thu, được thiết kế và trưng dụng cho các ban nhạc và ca sĩ trước khi biểu diễn ra sân khấu. Bao giờ các ban nhạc người ta cũng được thực hiện và thu âm lại, được kiểm nghiệm và sau đó được duyệt rồi mới ra sân khấu biểu diễn. Bởi vậy nó sẽ mang theo phong cách thưởng thức âm nhạc cực kỳ là chi tiết trên cặp loa Kenwood MV-9D. Và phần bên trên trong đoạn clip cuối cùng này thì tôi đang phối ghép cùng với một con đẩy siêu khủng của hãng Crest Audio đến từ USA với model FA2401, trang bị sò xanh đen và nguyên dàn tụ Philips đắt đỏ. Chúng ta sẽ thấy được cấu hình tại sao mà nó lại mang lại cho chất âm tuyệt vời như vậy. Trong đoạn clip này chúng ta cùng tham khảo và cùng trải nghiệm và quý vị sẽ có câu trả lời. Đây là một trong những bộ nghe nhạc và karaoke quý vị sẽ không có điểm để bàn luận. Tiếng mic của nó cực kỳ là chuyên nghiệp, tôi lưu ý với quý vị như vậy. Nó hát giống như là cái cảm giác đang được cầm mic và đứng trên sân khấu mà hát. Và lực đánh của cặp loa này có thể khiến cho cả xóm phê. Với tổng số có tới 8 quả bát súp 30, 2 kèn gang và 2 quả siêu check mùi khế. Mời quý vị cùng tham khảo. Trước máy quay là cặp loa Kenwood MV7-9D Studio Monitor, sở hữu chiều cao của nó là 1m, ngang 68 và sâu 45. Công suất sở hữu hướng 1.400W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao 100 dB. Rất đẹp và rất sang trọng. Chúng ta có thể nhìn từ mọi góc độ thấy rằng nó cực gấu. Hàng cây xanh thắm màu, ta thưởng thức những dòng nhạc tiết tấu chậm rãi và nhẹ nhàng và mức độ thể hiện chi tiết nhất. Tôi đang phối ghép combo của bộ karaoke gồm một compactor Dynatic CS10 tích hợp điều chỉnh reverb cơ lẫn số. Mạch lọc âm sắc của nó cực kỳ là tuyệt vời và đồng thời được trang bị đầy đủ các tính năng công nghệ như là giải mã cổng AUX và kết nối bằng Bluetooth đầy đủ hết trên cặp vang cơ CS10, một trong những model cao cấp của các dòng vang cơ nhất trên thị trường. Một bộ mic thông minh AZP Pro model 999A rất đẹp và rất sang trọng. Và phần phía bên phải chúng ta cùng quan sát. Ở đây thì trong đoạn clip này tôi đang phối ghép cùng với một con Power Amplifier của hãng Crest Audio đến từ USA. Toàn thân của nó được thiết kế gang đúc và phủ sơn sần siêu bền, rất nặng, nó nặng như là một khối nem. Hai điều chỉnh volume hai kênh, bộ đèn led nháy cảm ứng biến theo giai điệu của nhạc. Hai công tắc nguồn cho hai kênh riêng biệt. Chúng ta thấy phần trong máy của nó được thiết kế hai cái biến áp nguồn rất lớn. Đây là những dòng cao cấp nhất mà chúng ta thường thấy. Với dàn tụ được trang bị tới 8 con tụ Philips xanh. Quý vị nào đã biết về các thiết bị audio thì nhắc tới tụ Philips quý vị đã thấy được đẳng cấp. Chưa hết, nó được trang bị tới 32 con đèn xanh đen. Chúng ta sẽ thấy rằng là phía trên và phía dưới, phía bên trái cũng như bên phải, phía trên của nó là 8 con, phía mặt dưới 8 con và bên phải trên 8 dưới 8. Tổng số là 32 con đèn, sở hữu công suất cho một kênh ở ngưỡng 1530W. Điện áp cắm trực tiếp 220V. Quý vị cùng quan sát, đây là sợi dây nguồn. Sợi dây nguồn của nó to như ngón tay cái. Dây này thì có thể nói rằng buộc trâu cũng không thể giật đứt nổi cái dây này. Quý vị đã thấy được đẳng cấp sơ bộ của con Crest Audio model FA2401 đến từ USA. Hãng nói thì tất cả các thiết bị được trang bị trên con Power Amplifier này, chúng ta thấy rằng toàn bộ những thiết bị cao cấp. Nói tới đèn xanh đen, chúng ta khỏi bàn luận, nó tương tự như là các dòng Acouphase cũng được trang bị các dòng đèn xanh đen này.
rất đẳng cấp, mang lại cho trận đấu cực kỳ là mượt với 3 giải và uy lực dư thừa trên con Crest Audio FA2401 Power Amiver còn rất mới. Và quay trở lại chủ đề chính, chúng ta cùng quan sát cặp loa Kenwood MV9D Studio Monitor với trọng lượng nặng ngót một tạ, xuyên xoát 100 kg, cao 1m, ngang 68, sâu 45, được thiết kế 4 quả loa gấu nhất hãng, một quả Ken. Ở đây chúng ta thấy rằng nó được trang bị một quả Ken gang siêu khủng, quý vị quan tâm. Đây là một quả Ken gang 3 lỗ, mang lại cho lời hát cực kỳ là sáng khi nghe nhạc cũng như là khi karaoke. Chúng ta còn thấy rõ được sự thể hiện chi tiết từ giọng điệu lấy hơi của ca sĩ. Đây là ưu điểm đầu tiên. Còn bên dưới là quả siêu Ken mũi khế, mang lại cho tiếng chép trong suốt, hoàn toàn không bị chói gắt ở bất kỳ một thể loại nào. Đây là những dòng chép cao cấp nhất. 4 bát súp đường kính 30 cm cho mỗi quả, sở hữu gần đúc cao su. Xương của nó là màu nêu bộ đội, cực kỳ là đẹp. Quý vị thấy rằng dàn nhạc sống này tiềm ẩn 8 quả bát súp 30 cm để đảm nhiệm cho giải trầm. Nó có thể thi đấu với bất kỳ một vùng nóng nào. Trong phân khúc Ken gang, chúng ta thấy rằng quả Ken gang đường kính miệng 30 trên 30, cao trên 10 cm, sâu tới 40 phân. Quý vị thấy đẳng cấp chưa? Điều chỉnh phân tần nằm phía dưới chân, 3 chế độ mặc định, chúng ta có thể tùy chỉnh theo cho nghe nhạc lẫn karaoke. Như vậy sơ bộ chúng ta đã thấy được rằng cặp loa có công suất 1400W ở mức mặc định, và công suất tối đa của nó dĩ nhiên rằng sẽ lớn hơn. Đây là một trong những dàn nhạc sống di động mang lại sự thể hiện chân thực nhất cho nghe nhạc và karaoke chuyên nghiệp giống như trên sân khấu. Quý vị có thể trình diễn ở bất kỳ không gian nào, như nhà hàng, quán bar, vũ trường hay các không gian gia đình 50-100m, vài trăm mét vuông, cho cấu hình tôi đang muốn ghép trước máy quay, rất đẳng cấp. Có lẽ rằng bây giờ tôi sẽ cho quý vị trải nghiệm tiếng mic. Chúng ta cùng quan sát, tôi sẽ bỏ cái máy điện thoại về phía trước ở cách cự ly 2m. Chúng ta cùng quan sát, tôi sẽ bật mic này. Đó, để kiểm tra tiếng mic nó như thế nào và nó có bị rú hay không. Chúng quý vị quan sát này. Bắt đầu có mic này. Alo, 1, 2, 4, 5, 6, alo, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiếng mic của nó, quý vị thấy rằng nó giống như là trên sân khấu rồi, 7, 8, 9, 10, chúng ta kiểm tra xem nó có rú. Trước máy quay ở cự ly 1 mét, tôi đang để vị trí mic vào gần mặt loa, chúng ta sẽ không hề thấy rú rít. Quý vị thấy đủ đẳng cấp chưa ạ? Đó, rất là tuyệt vời. Đây là những cấu hình chuyên nghiệp cho karaoke, rất là ít đối thủ, nhất là với phân khúc tầm tiền. Quý vị có thể so đo độ gấu, độ khủng và độ đẹp, sang trọng cũng như chất âm. Ở trong đoạn clip cuối cùng này, theo yêu cầu của anh em thì chắc chắn những quý vị còn lại thì chúng ta cũng được hưởng đây tham khảo cũng như là trải nghiệm với những cặp loa siêu khủng long. Và với phân khúc tầm giá rất tốt, không quá đắt đỏ như là một số dòng loa nhỏ bé mà mang theo giá tiền rất đắt. Với cặp loa siêu khủng này kết hợp với cấu hình phía bên trên theo yêu cầu để phối ghép cho một vài anh em lên một cấu hình đỉnh nhất cho karaoke và cho nghe nhạc, chúng ta đã thấy rõ nhất câu trả lời. Quý vị quan tâm có thể đăng ký kênh theo dõi và tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm rất nhiều những tuyệt phẩm audio được sưu tầm và tuyển chọn từ khắp các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và sẽ mang lại cho quý vị và các bạn sự trải nghiệm và thưởng thức âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn. Thấy tôi đang để cái volume rất nhỏ. Đó, đồ đạc, cửa hàng đã kêu lên ào ào rồi. Quý vị nào nghe tinh bằng tai phone sẽ thấy những cái tiếng ào ào đằng sau của tiếng trầm rất sâu và rất là mạnh mẽ này.
của con Power Amplifier Great Audio siêu khủng đến từ Mỹ với công suất sở hữu cho 1530W để đảm nhiệm cho cặp loa siêu khủng long này. Tiếng của nó sẽ căng hơn là các thiết bị âm đi thông thường để phối ghép so với những đoạn gần đến trước và cùng những bài hát quen thuộc cho đang mở từ trên đi xuống cho nghe nhạc lẫn cho cả đạo kề chuyên nghiệp với Kenwood MV-9D Studio Monitor loa kiểm âm phòng thu đến từ USA. Rất là phê hai cái lỗ tai, tôi không có điều gì mà để miêu tả hay diễn tả hay ho hơn. Quý vị tự trải nghiệm và cảm nhận với những dòng nhạc không mất tiền tôi đang test thực tế từ trên TV xuống. Và như vậy chúng ta thấy rõ nhất từ tiếng mic cho tới karaoke chuyên nghiệp và cho tới uy lực mạnh mẽ của cặp loa khủng long này. Không bao giờ biết tốn tới một xu để đầu tư súp và trầm và có lẽ rằng không bao giờ biết tới khái niệm súp và trầm là gì nữa. Với công lực mạnh mẽ của 8 bát súp 30 gần cao su đúc siêu khủng mang lại cho dài trầm mạnh mẽ hoàn toàn như là tiếng trống và đôi trung kèn gang ba nỗ, chúng ta thấy rằng sự thể hiện lời hát trung âm nồng nọng kết hợp với dải check trong suốt mang lại cho đẳng cấp của cặp loa kiểm âm phòng thu Kenwood đến từ Japan một đẳng cấp cực kỳ là tuyệt vời, rất là ít đối thủ có thể so đọ được trong phân khúc tầm tiền. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cần bất kỳ vấn đề nào có thể can theo số điện thoại trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552, đầu tư 1.000 tiền điện thoại và chúng ta sẽ có ngay câu trả lời cũng như bất kỳ một thắc mắc nào. Không nên tính toán và đắn đo tiếc 1.000. Đây là những điều tôi chia sẻ với anh em. Xin chân thành cảm ơn. Thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mà trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Đã đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa của vui, đèn hát như soi dáng gầy cô nữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ước duyên từng vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên